sắc có được tẩm liềm tẩm cốt với ngay à, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi suối để kiếm măng tre, kiếm thêm vài tủ ống ruồi nữa. Đó. Ngày nay mình sẽ nối cái liềm vào cái cây này để cắt nha anh em nhé. Không thì cái liềm cái cán ngắn quá không thể cắt được đâu anh em ạ. Cắm luôn đi. Nói chung cái này cắt rất dễ luôn nha anh em nhé. Anh em mà đi kiếm măng có thể dùng cái liềm này để đi cắt. Là tùy từng sở thích của nhiều người, có người thì dùng cái dao để đi chọc, còn mình thì hay dùng cái liềm này anh em ạ. Đầu mùa ấy, hành trình đây là hành trình đi săn măng tre đầu mùa nha anh em nha. Đầu mùa này ký có 25.000 nha, không buộc gì hết nha, chỉ cần bóc vỏ ra đem đi lên bán được à. Đây mình có cái vài cua đấy, đây này măng này, đầu mùa mà nó có to này này. Đây nha, nhà sẽ tiến hành đi xuống bên dưới để tìm nha. Bấm vào tặng lên thôi. Con chào bấm ta. Đúng rồi, nó cấu ở thầy đang đang nói chuyện. À, chào anh em nha, nay mình đi xem suối tìm măng và đi xuống đoạn dưới này này anh em này. Đó, bọn đủ mình có gặp cái vỏ rắn rắn gì to lắm. Đây này cái xác con rắn gì đây này. Đó. Cái đuôi của nó tiến hành xuống tận phía dưới bên kia nha anh em nhá. Cực kỳ to luôn đấy. Mình sẽ kéo lên cho anh em xem cái xác rắn gì nhá. Con này chắc là cái này thì chắc phải dài hơn mét. Hay là có khả năng có khi nó cũng chết cũng có. Đây này, bởi vì là đây nó có xương của nó đây, hai hai như vậy. Đây này, đây là cái bộ đây, ở ngay đây cũng có bộ xương mà nó chết khô rồi đây. Đó, cực kỳ dài luôn, tính tận dưới kia luôn nha anh em nhé. Rồi mình sẽ kéo lên cho anh em xem cái xác con rắn này. Ui dài lắm anh em ạ. Đấy, để anh em xem cái xác con rắn này 2 kg đây anh em ạ. Đủ đi chưa, đi chưa. Bây giờ đây mình sẽ đo thử cho anh em xem là cái xác rắn này dài khoảng bao nhiêu nhá. Đây chắc hổ chúa hay là hổ trâu rồi đấy, mình cũng không biết rõ lắm, bởi vì là ở trong rừng mà nó rơi cực kỳ dài luôn. Đo 20, 40, 60, 80, 1 mét, 20, 40, 60, 80, 2 mét, 2 mét hơn anh em ạ, 2 mét hơn luôn nhá. Cái xác rắn này hơn 2 mét anh em ạ, quá to luôn. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa biết con nó nằm ở đâu nha anh em nhá. Này măng đây anh em. Mình nghe nữa mấy ông nghe ông ấy đéo đi.
che đầu mùa nó cắt khó lắm anh em, nó vào tận cái trong này này nó lùn. Đó. Đây măng đây. Hai em nhé, vẫn còn nhé. Lần thứ online mà mình khen tốt nha thế. Cắt là nước lúa cắt mấy nước khổ lắm. Khó lấy lắm anh em ạ, nó nằm thích sâu trong gốc của cây tre luôn. Mùa này măng ít mọc ít lắm, kiếm rất khó. Đó, được quả nhé. Thôi nhá, chào tất cả các em nhé. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo nhé.